Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến hàng Trung Quốc, ai trong số chúng ta cũng nghĩ là hàng đèo, hàng nhái, hàng rẻ tiền. Và chúng ta vẫn gọi cái tên là hàng tàu. Tôi cũng vậy, tôi cũng gọi là hàng tàu. Thế nhưng, có một điều mà ít người biết, đó là hàng tàu cũng có rất nhiều sản phẩm chất lượng với mức giá siêu rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với hàng Mỹ, hàng Đức và hàng Nhật. Đấy. Thế thì tại vì sao hàng tàu lại rẻ như vậy và vì sao hàng tàu lại bị gắn với cái mác là hàng kém chất lượng? Thì quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Ở đây còn có ai nhớ tới cái khái niệm phích nước hoa hồng này, xe đạp phượng hoàng không? Nếu như quý vị nào còn nhớ, comment phía dưới cho tôi biết nhé. Thế thì với tôi ấy, vẫn còn nhớ một câu chuyện từ ngày xưa. Đó là có một anh chàng, anh đi làm xa về và anh mua được một cái phích nước hoa hồng. Và để lấy lòng của bạn gái, anh mới đem đến biếu nhà gái. Và nhà gái chỉ nhận được một cái phích nước thôi, mà phải siêu lòng. Đây là một cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà để chúng ta thấy được là cái sản phẩm, cái chất lượng của một loại sản phẩm mang tên là hàng nội địa Trung Quốc, hay còn được gọi là hàng Trung Quốc Trung ương. Đấy. Riêng về chất lượng của hàng Trung Quốc Trung ương, không chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới còn phải công nhận. Thế thì ngày nay không chỉ có hàng Trung Quốc Trung ương chất lượng mà còn có rất nhiều sản phẩm, rất nhiều hãng họ đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Quý vị nhé. Tôi ví dụ như là hãng loa BMB của Nhật, hãng B3 của Đức. Rất nhiều người Việt Nam chúng ta sang bên Nhật, xách tay những cặp loa BMB của Nhật về, về đến Việt Nam mở ra thì vẫn thấy Made in China. Đấy. Hay là Made in China đấy, à Made in China hay là Made in China đấy. Và theo như quy ước của quốc tế thì hàng sản xuất ở nước nào thì ghi made in ở nước đó. Đấy. Còn những mặt hàng chính hãng được sản xuất ở Trung Quốc đi chăng nữa thì chất lượng nó cũng không khác gì so với hàng hàng được sản xuất tại chính quốc. Bởi vì là hàng sẽ phải theo tiêu chuẩn và chất lượng của bản hãng, là theo dây chuyền của bản hãng. Nên là quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Cái lý do mà rất nhiều hãng họ đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc mục đích là để giảm cái giá thành sản xuất xuống. Bởi vì quý vị biết là Trung Quốc nó giống như một cái đại công xưởng của thế giới, có rất nhiều điều kiện để họ xây dựng nhà máy, trang thiết bị cũng như là nguyên liệu đầu vào. Tức là cái chuỗi cung ứng nó rất là tốt. Và ngoài ra, cái chính sách sau năm 1979 của Trung Quốc, tức là thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, FDI và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân. Họ có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp như là chi phí mặt bằng này, điện, nước, vân vân để thu hút cái doanh nghiệp của nước ngoài vào, mục đích là để học hỏi dây chuyền công nghệ. Nói chính xác hơn là để ăn cắp chất xám của họ. Và việc ăn cắp chất xám thì họ sẽ không mất tiền để phát triển sản phẩm nữa, nên là họ chỉ việc nhân bản ra hàng triệu sản phẩm. Nên là cái giá thành của sản phẩm lúc đó nó sẽ rẻ đi. Đấy cũng là một cái lý do. Cái lý do nhiều nước họ thích đặt nhà máy tại Trung Quốc là họ tận dụng cái thị trường rộng lớn, tỷ dân của Trung Quốc, tức là sản phẩm sản xuất ra họ bán luôn cho người Trung Quốc và không mất phí xuất nhập khẩu. Đấy, đấy cũng là một cái lý do quý vị nhé. Và đại đa số những nước tư bản họ hay đặt nhà máy ở những nước đang phát triển để đỡ gánh chịu cái sức ép về ô nhiễm môi trường, quý vị và các bạn lưu ý cho. Và nhiều người nghĩ rằng là hàng sản xuất tại Trung Quốc nó rẻ là bởi vì nhân công ấy nó rẻ. Đúng, nhân công nó rẻ, nhưng thực ra là cũng không đúng hẳn quý vị nhé. Thực ra là chi phí nhân công của Trung Quốc còn cao hơn Việt Nam. Trung Quốc thì là khoảng tầm 2 đô một giờ, còn công nhân của Việt Nam thì chỉ có 1,5 đô một giờ thôi. Thế nhưng cái quan trọng nhất là cái tay nghề của người Trung Quốc rất khéo léo và cái năng suất lao động rất là cao. Và theo như cái mà tôi biết, theo như cái gọi là gì nhỉ, Tổ chức Lao động Quốc tế, thì cái năng suất lao động của người Trung Quốc gấp 2 lần năng suất lao động của người Việt Nam. Tức là cái năng suất lao động họ siêu hơn, họ cao hơn. Nên là cái chi phí nhân công cho mỗi sản phẩm lại rẻ hơn. Đấy cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, dẫn đến cái giá thành sản phẩm nó rẻ, quý vị nhá. Thế thì riêng về mặt hàng
chính hãng được sản xuất tại Trung Quốc thì chúng ta không còn gì phải bàn cãi. Bởi vì sao? Đã là hàng chính hãng thì sản xuất ở bất cứ đâu đều phải theo dây chuyền, theo tiêu chuẩn, theo công nghệ của bản hãng, nên là anh em hoàn toàn yên tâm về vấn đề hàng chính hãng được sản xuất ở Trung Quốc nha. Cái mặt hàng thứ hai mà anh em lo ngại nhất đó là mặt hàng Trung Quốc làm nhái, Trung Quốc gia công. Tức là người Trung Quốc ấy, họ có cái tư tưởng thích làm chủ. Thì trước kia mình cũng có điều kiện tiếp xúc với một số người chủ bên Trung Quốc. Tức là họ cũng có chia sẻ là người Trung Quốc họ có tư tưởng thích làm chủ. Khi họ có tiền trong tay thì họ sẽ có cái tư tưởng là muốn mở sản xuất một thứ gì đó. Cái này nó sẽ khác xa hoàn toàn với tư tưởng của người Việt Nam, là khi có tiền trong tay thì sẽ nghĩ là muốn bán một cái gì đó. Đấy, hai cái tư tưởng nó khác nhau nha. Và chính vì vậy mà cái vấn đề về cạnh tranh ở Trung Quốc nó rất là cao. Nên là để chiếm được thị phần thì các cái công ty, các cũng như các cái doanh nghiệp ở Trung Quốc họ phải giảm giá thành xuống. Họ giảm giá thành xuống quý vị nhé, và tăng cái số lượng lên. Nên là các cái sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc đại đa số là quý vị đặt hàng cũng thế, kể cả những người Việt Nam tiểu buôn ở Việt Nam đặt hàng Trung Quốc thì họ toàn yêu cầu số lượng lớn để họ làm. Đấy. Bây giờ cái họ cạnh tranh rất là cao, và một số những doanh nghiệp thì để giảm cái giá thành sản phẩm xuống để cạnh tranh thì họ đã nhập những cái nguyên vật liệu đầu vào kém chất lượng quý vị nhé, nhập nguyên vật liệu đầu vào kém chất lượng dẫn đến chất lượng sản phẩm không được bền là như vậy. Nếu như mà nhà nào mà có điều kiện hơn thì phát triển máy móc được một chút, phát triển máy móc này cũng như là dây chuyền sản xuất được thì sản phẩm nó sẽ tốt hơn một chút. Cái này người ta gọi là hàng loại 1, hàng loại 2, hàng loại 3 là như vậy. Tức là ở mỗi doanh nghiệp thì họ sẽ có những cái cơ sở vật chất khác nhau, nguyên vật liệu đầu vào khác nhau, đây là sẽ có những cái chất lượng khác nhau là như vậy. Quý vị lưu ý cho là dây chuyền sản xuất, công nghệ, quy trình có thể ăn cắp được, nhưng mà cái duy nhất mà rất khó có thể ăn cắp được đó là cái bí mật công nghệ. Quý vị lưu ý cho, nên là gần như mẫu mã bên ngoài giống cho đến 99%, nhưng riêng về chất lượng thì không thể bằng được so với hàng chính hãng. Nên là quý vị và các bạn hết sức lưu ý cho khi lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc nhé. Hàng chính hãng, nguồn gốc rõ ràng và chế độ bảo hành thì chúng ta nên tìm đến những trung tâm uy tín và lớn để chúng ta tìm mua, tránh tiền mất tật mang. Rất nhiều sản phẩm Trung Quốc như tôi nói, họ nhập nguyên liệu rẻ về thì ban đầu dùng không khác gì hàng chính hãng, thế nhưng mà cái độ bền của nó không được dài. Quý vị và các bạn lưu ý cho nhé. Vừa rồi là tôi vừa chia sẻ một số những cái gọi là thắc mắc, cái nỗi lo mà anh em đang gặp phải, thì biết đâu đó giúp anh em có thể hiểu hơn về những cái sản phẩm, những cái mặt hàng của Trung Quốc. Thì rất mong nhận được ý kiến đóng góp và bình luận của anh em ở phía dưới. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.